cho em mình nó mặn. Cái này nếp chút để đi ngâm 5 tiếng, xong bây giờ chút hấp thôi. Mình hấp á, mình nãy như vậy nè, chút để cho nó chín nha, cho nó có cái lỗ thông gì nè cả nhà. Để nắp lại hấp cho nó chín. Đây là mì cang cả nhà. Mẹ giờ trước đi chiên một ít để mình nấu với xôi nha cả nhà. Mì cang chút để ngâm 5 tiếng, mình xí sợi nhỏ ra như vậy nè. Giờ chút đi chiên để mà mình nấu với xôi. Mình cho cái chảo dầu lên, chọn cái lên. Dầu thôi cả nhà, mình đảo khi nào nó vàng thôi cả nhà. Mình đảo khi nào mà cho nó vàng là phải được. Mình bỏ một muỗng cà phê, một ly chay. Thì mình đứng mình thấy biết như vậy nè. Cả nhà thấy giờ nó được nè. Mình muốn đổ cho nó giòn thì mình cứ đứng sơ cho nó giòn. Nó ngon quá mình cả nhà. Nó vàng nè. Nó ngon quá cả nhà. Nó như chè bông vậy. Vậy là được nha, vậy là được rồi nha. Rồi đem nữa. Cái xôi rồi nó chín chưa nha. Mình xới luôn nha. Cho nó đều cái hạt nếp với thứ hai nữa, nó chín cho nó ngon rồi mình tắt bếp nha. Mình thấy nó chín rồi mình tắt bếp. Xôi này nó hấp nó dở dàng đó cả nhà. Xôi trắng mà mình ngâm 5 tiếng rồi mình đi hấp cái nó dở lắm. Vậy thôi mình hấp mình bỏ vô tí xíu muối nha cả nhà. Đó, chút hấp cho chút bỏ tí xíu muối. Bây giờ cũng để được rồi mình tắt bếp nha. Mình để đây để mình đi xèo những cái nhân để mình nấu xôi mặn. Đây là mình nấu xôi á, nhân của xôi này cả nhà. Gồm có 50g cà rốt, mình xắt ra hạt lựu gì nè cả nhà, mình xắt hạt lựu nhỏ nhỏ gì nè, và 100g nấm mèo, và 250g chả lụa, mình xắt ra hạt lựu, mình xắt hạt lựu như gì cả nhà để mình đi xào, và 50g đậu hũ, mình cũng chiên sẵn cái đậu hũ này đi cả nhà nha, trước khi mình nấu mình chiên sẵn cái đậu hũ này nè, xong rồi trút xắt ra cái hạt lựu nó như gì nè cả nhà. Đó, mình sẵn sàng nha. Và mình đi xèo cái này, phần này để mình bỏ vô xôi. Đó, gồm có 200g mì căng mình đã chiên sẵn đó cả nhà. Cái sườn non này mình đi chiên sẵn này cả nhà. Mình đi chiên sẵn, mình bỏ một chút bột nêm vô, mình chiên như vậy á là nó ra như vậy. Để tí nữa mình bỏ vô xôi, nó như chè bông vậy, nó ngon lắm nha cả nhà. Cái phần này đi xèo cái phần nhân này nha. Xèo cái nhân xôi á cả nhà. Thì Trúc đi xèo cái nhân xôi á, về cái đây là bê rô nha cả nhà, để mình cho nó thơm vô cái nhân xôi. Dù cái nấm đông cô này nè, Trúc ngâm đi, bây giờ Trúc sắc hạt lựu nha, để mình Trúc xèo xôi cho nó ngon. Nấm đông cô đó mình chỉ cần ngâm tiếp như gì là được rồi cả nhà ha. Cái chảo mình chiên đậu mình cho vô luôn. Trúc bỏ đi cái một ít, Trúc bỏ ít bê rô vô cho nó thơm, mình xèo nhân cho nó thơm. Rồi á, mình cho cái phần xèo này vô hết luôn. Bà rô nó đen nó thơm lắm á cả nhà. Rồi mình sẽ bỏ cái phần nấm này vô luôn. Mình bỏ phần nấm đông cô này vô luôn. Bỏ giữa đó. Nó không có lạc xưởng chay. Chứ mình bỏ lạc xưởng, ở Việt Nam nó có lạc xưởng chay á cả nhà. Thì mình bỏ vô nó rất là ngon. Rồi mình cho một chút xíu đường này cả nhà, cho một muỗng đường cà phê. Rồi mình bỏ một tí tiêu nha cả nhà cho nó ngon. Cho một muỗng vô thêm một chút nữa cho nó mặn mòn, tại trong xôi mình bỏ muối rồi á, mình đừng có làm nhiều quá nữa. Rồi ok, mình
xuống mình xè qua xè lại cho nó thấm vô. Tại trong cái chẻ rồi cả nhà thì nó cũng để có vừa rồi, mình cho một ít đường với bột nêm vậy là được rồi. Để mình làm cái nhân mình bỏ vô trong cái xôi teo là mình xèo cho nó khô lại nha cả nhà nha. Ngũ vị hương nha cả nhà, cho nó thơm á cả nhà, cho nhân cho nó thơm á. Ngũ vị hương vô nó thơm cái nhân quá. Gồm có nấm mèo, nấm đông cô, chè chẻ, đậu hũ, cà rốt mình xác hạt lựu, mình đứng mình teo như gì nè cho nó chín. Mình thấy cái cà rốt nó chín rồi á, rồi nó khô lại như gì nè là để được rồi nha. Giờ mình thử cho cái phần xôi vào như nghe cả nhà nha. Mình sẽ cho chín hết rồi đó cả nhà, giờ thích sẽ cho cái phần xôi vào nha. Giờ mình xới ra cái phần xôi này nè cả nhà, mình bỏ vô trong này luôn. Chút sẽ bỏ vô xôi vô này thôi nha. Teo cho nó ngon nha cả nhà. Mở lửa nhỏ thôi nha cả nhà. Chút bỏ cái phần xôi này vô. Bây giờ chút sẽ trộn lên nha cả nhà. Cho một chút dầu bero vô nữa nha cả nhà. Mình trộn đều lên như vậy nha cả nhà. Mình sẽ xới đều lên cho cái xôi, cái phần xôi nếp á, nó sẽ thấm vô cái gia vị mà củ quẻ cái nha, nó sẽ thấm vô cái này. Mình bây giờ mình sẽ lấy vé lấy ấy đó, mình trộn cho nó đều vô cái phần xôi nha cả nhà nha. Cái này mình phải trộn đều lên, mình mở lửa hơi vừa vừa thôi. Mình trộn đều lên cho nó thấm vô cái phần nếp với cái nhân của nó đó. Cái này Trúc tự mình suy nghĩ ra mình nấu để mình cúng kính đồ á, nó cũng ngon nữa, nó cũng lẹ nữa cả nhà, mà rất là ngon. Trúc trộn cái phần nhân này xong rồi thì cái phần này nè mình cho vô để mình trộn đều luôn cho nó ngon nha. Trúc sẽ bỏ vô một ít, rất là ngon, nó như chè bông vậy nha cả nhà. Mình sẽ trộn đều luôn, tại vì ở bên này không có xúc xích chay, thành mình làm cái mì căn này mình thay thế xúc xích chay, nó cũng rất là ngon. Rồi mình cũng trộn đều lên rồi mình cho ra đĩa nha. Vậy là đã xong rồi nha cả nhà nha. Đó, mình bỏ cái mì căn vô xong rồi mình trộn nha cả nhà. Mình trộn cho nó đều thật đều lên nha, xong rồi mình cho ra đĩa nha. Đó, vậy là đã xong nha. Mình sẽ múc ra đĩa nha cả nhà nha. Mình trộn cái mì căn này thật đều lên nha. Sợi chay này nè, nó vừa ăn ngon miệng mà nó vừa đẹp mắt nữa. Đó, vậy là đã xong cả nhà. Vậy là đã xong nè, nhìn nó ngon không cả nhà. Đó, vậy là đã xong nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn và hẹn gặp lại video sau nha. Rất là ngon, mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức thử cái món xôi mặn này nha, xôi chay nấu mặn nha. Rồi bye bye cả nhà, hẹn gặp lại video sau. Em Kiều bye bye. Bye bye, cảm ơn cả nhà nha.